Chào các bạn, hôm nay là ngày thứ 6. Các bài tập hôm nay sẽ tập trung vào phần cẳng tay. Vẫn là 5 bài tập, 30 giây tập, 20 giây nghỉ, tập lại 2 lần.
thì 6 chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.